Cách để xử lý bút bi khô mực. Nếu bút bi của bạn bị khô mực hoặc không khí vào trong ống mực ngay phía trên ngòi bút thì bạn sẽ không viết được. Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng khắc phục tình trạng này bằng những cách như sau. Khắc phục bằng tay. 1. Hãy viết nguệch ngoạc thật mạnh trên giấy nháp trong một lúc. Đôi khi, đây sẽ là tất cả những gì bạn cần làm để bút bi có thể viết lại được như bình thường. 2. Nếu như bút bi của bạn là loại có thể lấy ống mực ra và không có nắp đậy ở đầu đối diện với ngòi bút, thì bạn có thể thổi vào đó một hoặc hai lần. Đây là một cách khắc phục rất linh động. 3. Bạn cũng có thể lấy ống mực ra và thổi vào đầu hở. Khi thổi xong, bạn sẽ gắn ống mực vào vỏ bút. 4. Ấn nhẹ bút vào thứ gì đó, giấy là tốt nhất và xem bút có thể viết được chưa. 5. Ấn bút xuống giấy theo chiều thẳng đứng, sau đó hãy di chuyển bút khi vẫn để ngòi bút trên giấy. Việc này sẽ làm cho viên bi ở ngòi bút lăn. 6. Chấm bút lên giấy. Khi thấy có mực xuất hiện, bạn sẽ vẽ những đường xoắn để kiểm tra xem bút có còn viết được hay không. 7. Lắc bút. Giữ đầu trên của bút, đầu đối diện với ngòi bút và lắc bút như lắc nhiệt kế. Vì có không khí ở bên trong ống mực nên việc lắc cho mực xuống ngòi bút là một cách khắc phục vô cùng hiệu quả. 8. Gắn ống mực thích hợp. Nếu cây bút đó là một vật yêu thích đặc biệt của bạn và bạn không muốn đổi sang một cây bút khác thì có thể mua một ống mực mới và nhờ bơm mực ở cửa hàng bán văn phòng phẩm và gắn ống mực mới vào bút. Sử dụng vật dụng trong nhà, rất nhiều đồ gia dụng có thể dùng để hỗ trợ khi khắc phục vấn đề này. 1. Đè bút bi vào trong đế dài, sau đó hãy kiểm tra bút trên giấy nháp. 2. Gõ ngòi bút lên bàn hoặc mặt phẳng cứng khác. Đặt một tờ giấy ở bên dưới bút để mực không bị dính trên mặt phẳng. Lúc này, mực sẽ bắt đầu chảy xuống ngòi bút. 3. Viết lên cục tẩy hoặc bề mặt cao su khác. Việc này sẽ giúp cho viên bi ở trong ngòi bút di chuyển được dễ dàng hơn. 4. Lấy ngòi bút ra và ngâm trong cồn tẩy rửa. Bạn sẽ ngâm ngòi bút khoảng 5 phút. 5. Dùng bật lửa và hơ ngọn lửa ở ngòi bút. Tuy nhiên, đừng hơ lửa quá lâu vì nhựa sẽ chảy và làm cho hỏng bút. Sau đó, hãy ấn ngòi bút vào giấy nhám và viết nguệch ngoạc cho đến khi mực chảy ra. 6. Đè ngòi bút bị nghẹt lên một miếng dụa móng tay. 7. Cho bút vào trong túi nhựa có khóa kéo. Đặt túi vào trong nồi nước sôi khoảng từ 3 đến 5 phút. Lấy túi nhựa ra khỏi nồi và để nguội. Khi bút đã đủ nguội để bạn có thể chạm vào, thì hãy lấy bút ra khỏi túi và gõ mạnh vào ngòi bút giấy. Sau vài lần gõ, bút sẽ viết được. 8. Nhỏ một giọt nước tẩy sơn móng tay vào trong ống mực. Sau đó hãy đưa dây kẽm vào trong ống cho đến khi chạm được với phần mực khô và lấy hết ra ngoài. Việc này sẽ rất bẩn khi bạn có thể đưa dây kẽm vào trong bên dưới ống mực. Dùng dây đàn guitar đường kính 0,2mm để thực hiện thao tác tương tự cho đến khi bạn chạm được vào trong viên bi. Nước tẩy sơn móng tay sẽ giống như một dung môi và giúp cho bút viết được như bình thường. 9. Kéo ngòi bút kim loại ra ngoài và đẩy mực xuống từ đầu còn lại bằng kẹp giấy hoặc một sợi kim loại nếu có không khí ở đầu bút. Bạn có thể thay thế bằng một miếng xốp nhỏ. Khi mực đã được đẩy xuống, bạn sẽ gắn ngòi bút vào trong ống mực và đẩy sát vào. Dùng bút viết nguệch ngoạc cho đến khi mực chảy đều. 10. Dùng nước. Nước nóng hoặc lạnh cũng có thể dùng để làm cho bút bi có thể viết lại như thường. Đặt ngòi bút ở dưới vòi nước chảy. Nếu như mực khô làm cho nghẹt bút thì cách này có thể làm cho mực hết nghẹt. Nước sẽ bôi trơn cho đầu bút bi bị khô. Đặt ngòi bút dưới vòi nước ấm, sức nóng sẽ làm tan phần mực khô. Lấy một chiếc dẻ ướt và thử viết lên đó, ấn mạnh bút xuống. Việc này sẽ làm cho viên bi di chuyển và bút có thể sẽ viết được. Bạn nên dùng dẻ cũ để không làm dính vết mực lên dẻ vẫn còn đang dùng. 11. Cho ống mực vào lò vi sóng. Đặt ống mực lên một tờ khăn giấy nhỏ, điều chỉnh lò vi sóng hoạt động với thời lượng ngắn cho đến khi ống mực hơi ấm. Với lò vi sóng cũ, bạn có thể cho vào lò hoạt động 2 lần, mỗi lần 10 giây. Nhưng nếu có lò vi sóng mới, thì bạn sẽ cần khoảng thời gian ngắn hơn. Hãy cẩn thận và không làm chảy nhựa. Quan sát ống mực thật kỹ. Nếu như dùng phương pháp này, thường thì ống mực có thể nổ hoặc làm chảy bình mực dính bên trong lò vi sóng. 12. Dùng bút lông không xóa được để có thể chấm vào ngòi bút. Bút lông không xóa được thường có chứa dung môi mạnh khi chấm vào ngòi bút sẽ làm tan mực khô. 13. Dùng dụng cụ hút mũi cho trẻ sơ sinh. Bạn có thể tìm mua dụng cụ này ở những quầy thuốc hoặc cửa hàng bán sản phẩm dành cho mẹ và bé. Bạn chỉ cần gắn đầu ống mực vào dụng cụ hút mũi và bóp, thực hiện thao tác này cho đến khi mực chảy ra ngoài. Lời khuyên, đôi khi mặc dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng bút vẫn không thể viết được, đừng ngại ngùng để mua bút mới nếu như bạn đã thử hết những cách trên. Luôn thổi và không hút mực nếu như miệng của bạn sẽ có một màu mới.
lấy ống mực ra và quan sát. Các ống mực thường trong suốt nên bạn có thể thấy được mực bên trong đã hết hoặc có bong bóng khí. Trong trường hợp này, việc viết ngoạch ngoạc trên giấy cũng không còn hiệu quả. Nhớ chuẩn bị thêm một cây bút dự phòng trong trường hợp bạn không thể làm cho bút khô mực viết lại như thường. Nếu như bút bi của bạn vẫn viết được tốt và bạn không tìm được mực để bơm vào bút, thì có thể bạn bơm mực từ một cây bút khác. Dùng tạp bông để có thể đẩy mực từ ống này sang ống kia, dán hai đầu ống mực bằng keo trong khi thực hiện, hoặc bạn có thể dùng tay để giữ chặt. Lưu ý khi lắc bút tránh để mực dính lên những đồ vật khác. Nếu như lắc trong phòng, bạn nên thử lắc bút ở bên ngoài hoặc nơi có một không gian mở. Bạn có thể quay ly tâm bằng cách cột một sợi dây vào bút và quay tròn như khi nhảy dây. Nhớ đậy nắp khi quay, cách này sẽ sạch hơn. Cảnh báo, nếu như quyết định thổi vào trong đầu ống mực, hãy cẩn thận để không hút phải mực vì bạn có thể bị ngộ độc mực. Gõ hoặc lắc bút cũng có thể khiến cho mực bắn ra ngoài. Hãy hướng bút ra xa bạn, lẫn người khác và hãy cẩn thận để mực không bị dính vào quần áo hoặc những thứ xung quanh.